các bác nhá, chào cô nhá, bọn cháu đi vào trong này thêm một tí nữa. Tụi đây là vâng. Chào quý cô bác ơi, tại vì video trước ở tập trước ấy, thì rất là dài, cho nên là tập này thì chúng em sẽ đi sâu vào trong bản của bà con đấy. Đây cái này đến giờ này nó chưa dỡ. Anh Thành cẩn thận ngã nhá. Cắt chim với nhát trẻ. Cái gì chỉ nhát lại. Má trẻ. À trong này có cả lợn nữa này. Lợn như lợn rừng ấy nhỉ. Ồ ngựa nữa à. À trên này mình nuôi ngựa để mình thồ à anh Vàng. Đầu và tôn nhá, có nhá. Vâng. À đây. Trong này là đa phần là bà con lợp bằng tôn hết ạ. Ừ. Đây nhà tôn là cũng úi cho có cắn đâu em sợ chó. À, đây. Đây còn một nhà là Pado, vâng. Chưa cái nhà này nó gần bay hàng một bên xuống dưới này nữa. Cái nhà này ấy nhỉ? Ừ. À. Ở đây thùng mấy chỗ đây này. Nhà bên kia. Đây là quanh quanh như này là hết rồi ạ. Ừ, cái quanh như này hết. Đây trên này bà con là chuồng lợn là cũng đều thay đổi là lợp bằng tôn hết rồi này. Không hoa được ngói ấy. Tôn nó cuộn vào thì anh Vàng dễ. Hả? Anh không hoa được ngói thì mới phải lập tôn anh ạ. Anh Vàng thấy cái mà bà con cần nhất ở trên này là gì à anh hiện tại bây giờ ấy? Cần nhất là chỉ cần cái đường thôi. Cần nhất là cái đường bê tông ấy ạ? À, có cái đường. Để xe máy có thể chở đấy. Đồ vào đây nhỉ? Vâng. Dễ hơn rất là nhiều. À. Bà con có lông sản thì bà con bán có thể phát triển. Vậy thì mọi người bán thảo quả nhỉ thì làm như nào ạ? À? Bán thì chỉ có thợ lên mua không bán thôi. Giá rẻ hả anh? Giá nó sẽ chênh lệch hơn. Giá chênh lệch hơn. À đúng rồi. Bởi vì giờ là còn phải có công mang xuống dưới kia nữa. Cho nên là vậy thì cũng rẻ nhỉ nếu như mà như vậy. Dưới kia được 110 thì trên này 105 được. À. Thế còn cái công mang xuống nữa nhỉ? Vâng. Ông ấy chắc không ở nhà đâu bây giờ. Nhưng mà mình đi cứ đi xe nhà bên kia trước. À. Tí này. Đây, trên này là không có một tí gọi là bê tông hóa nào nhỉ? Đây toàn là đá này, nền đất với đá hết này. Tối là bà coi là trên đồi kìa. Trên rừng vậy, trên rừng nhưng bây giờ thì không được chặt nữa đâu á. Bây giờ không được chặt đâu. Bây giờ đấy là ngày xưa nhỉ, nhà ngày xưa chắc còn được. Ngày xưa. Kiểm lâm phạt chết cho các bà ạ. Nhà bà đây ạ? Ừ, nhà bà đây. À. Có muốn bà ở nhà đâu. Chắc mình xe qua một lừa mình đi đâu nhỉ? Không vâng, phải... điện chập chờn đây này. Bao nhiêu là má gì? Bà xin nó, có hải lắm đó. Bao nhiêu má gì bác bạn? Hả? Bao nhiêu má gì? Ở trên đi nhớ. Giá trị nhất trong nhà chắc là thóc này với lại cái đồng hồ nhỉ? Thì chiếc đồng hồ đẹp quá. Đồng hồ này xem giờ rớt. Một xét nào nữa thì bỏ này. Bếp bên này cũng siêu vẹo hết là nhà bà ấy. Đi. 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 Vậy sang bên này một chút nhỉ? Cái máy tôn này cũng thấy rộn à? Cái này lâu à? Thủng hết à? Bác tiến thì tôn cho hành tráng thế. Vâng. Nay cái nhà mình nhìn là ở bên kia trước nhà anh nhỉ? Ừ, bên kia. À. Anh bảo là vào nhà này đã. À, chơi đi. Tí ạ. Vâng. Đi vào trong kia xong là hết. À. Ôi, chỗ này nhìn nghiêng đá này. Vâng, gần nhỉ? Có nhìn hoa mắt nhỉ? À, nhà anh, à, nhà bác này ở đây ạ? À? Trong này có cả máy đây, chiêng máy ở bên đây dọn nhỉ? Mang coi còn mang máy đặt mông vào đây ạ. À. Ôi, giỏi nhà mang được cái này về đây. Ôi em không phục đấy. Cái này phải mấy người khiêng lên.
Cái này mà kêu thì mấy người chiêng lên? Ba người thôi mà. Ba người. Ba người thôi à? Ba người, em đi một mình em đây. Bốn người nữa. Bốn người. Mất một ngày không anh? Nãy anh ngồi cái... Mất một ngày không? Mất nửa ngày à? Ừ. Kiểu một ngày đi cũng quen ấy. Người khỏe ạ. Máy này để làm gì anh? Để sang gạo à. Cái để sang gạo à. À, ồ. Em tưởng máy sát gạo sẽ phải là kiểu cái máy to hẳn chứ. Không, cái này là gia đình tự. À. Thế vậy ví dụ như là các nhà khác mà người ta muốn sát gạo thì cũng về đây sát hay là điệu hẳn xuống dưới kia anh? Chưa là nó có cái cối xay đâu, bây giờ thì trên này nó có một cái máy sát to mà. À vậy, cái máy nhỉ? Còn cái này gia đình tự dùng. À máy sát gia đình. Còn ngày xưa là mình dùng kiểu trong suối đấy, khe xong là cối đấy ạ. À. Đây có vợ con mà. À gia đình. Cả anh một mình là cái nhà. À bên này là anh một mình. Vâng. Cũng không có gì. Ừ. Nhà nó khá là cái nhà là mờ lù ấy, cái nhà này với cái nhà bên trên. À. Giờ này trên này gió to nhỉ? Ở trong nhà cứ thấy ù nhỉ. Ôi, bây giờ còn đỡ một tí có lúc tháng 3. Ừ. Tháng 3 là tốc mái đấy. À, vâng, cứ để đấy ạ. Cho tao gói nữa hả? Quên rồi. Vừa lâu lo rồi. Quên rồi. À, quên rồi à. Thôi, em yêu của nó nè. Anh sinh năm bao nhiêu? 1985. 1985 thôi, gọi anh đây, anh làm chú. Nếu như mà thẻ, cái thẻ nó nhà nước mà làm thế là mà. À. Mình biết. Không biết à, tức mình không biết mình sinh năm là bao nhiêu nhưng mà trên giấy tờ căn cước công dân các cái là mình sinh năm 1985. Chào anh nhá. Cái này là chuồng gà à? Ừ, cái này là chuồng gà à. Những cái đồ cần thiết nhất. Máy sát gạo này. Hết. Cái đồng hồ này. Để xem giờ. Nó đi khắp làng, chó và cả làng. Cây táo mèo ấy ạ? Ừ, chưa to đâu. Cây này ui, chưa to ở trên đâu. Này có cả cây táo mèo ạ? Dạ. Vậy trên này là cao đấy, bởi vì theo như em được biết thì táo mèo ấy phải mọc ở những nơi mà cao và kiểu man mát mà lạnh lạnh ý thì mới sống được. Ở chỗ này có tốt hơn một tí dưới nhà anh thì nhà sang gạo. À ở đây ạ? Ừ. Nhà sát gạo à? Không, cái này của gia đình đó. Thế ừ, cái của gà thu là cái... Nhìn thấy gì chăng? Không cán đâu. À, cũng là cái máy lúc nãy rồi. Cái máy à, máy sát gạo gia đình. Cho cán á. À, sát cho cả thôn đó? Không, sát gia đình đó. Thế này có cả mận này, đào này. Ô, chó bị cắn rồi. Chanh này. Không cán đâu mà. Chắc cắn yêu thôi. Thời tiết này bắt đầu là có hạt mưa này. Cái này cao bằng kia anh nhỉ? Vâng. Nhìn kìa, trên đỉnh núi kia nhìn ngang ngang luôn ấy. Anh dụ nhà nào? Anh dụ nhà này. Thế nhà tôn là đóng bằng đinh với cao su. Tôn bằng đinh à? Sao nhà bên kia nhìn siêu vẹo mà nhìn từ hướng này đi ấy nhỉ? Đấy, nhà nghèo ấy. Ừ. Không phải đâu, nhà đấy nghiêng thật đấy. Nghiêng mà. Đây. Sau khi mà chúng em đi quanh quanh ở trong xóm này ạ, thì được anh Vàng giới thiệu đây là nhà khó khăn nhất ở đây à anh? Vâng, nhà khó khăn nhất ở nhà này. Nhà tàu ốc phở. Này là con trai ở à? Vâng. Chưa lấy vợ à? Chưa. Chưa à? Ừ. Sao không lấy vợ? Nó chưa có ý định. Chắc khó khăn quá, không ai lấy à? Không ai ở nhà nữa. Không ai ở nhà? Không ở cửa ấy. Không biết anh đi đâu rồi vậy? Anh ấy lớn tuổi chưa ạ? À? À lớn tuổi rồi, chưa có vợ à? Chưa. Bạn đồng hành. Ừ, không được khen rồi, đã bỏ từ là rất là người vợ được chứ. Sẽ đi làm à? Ôi đây, ngủ đây đây. Đúng rồi. Ô, xấu hổ à? Ơ ngại à? Ơ. Chào anh nhá. Em chào anh nhá. Anh này cũng nhiều tuổi đấy nhỉ? Trẻ mà. Có nhau thế không?
Gia đình anh này thì có thuộc hộ nghèo trong thôn không anh? Có. À, lấy vợ đi chứ nhỉ? Anh này sinh năm bao nhiêu ạ? Anh biết tí rồi thì anh sẽ trả lời. Sao mình có hai cái giường đây, mình ở với ai nữa anh? Mẹ ở với mẹ à? Mẹ thầy thường mẹ lên trong nhà. Thế mẹ ở tận đâu? Mẹ hai, có hai mẹ mà. Có hai mẹ à? Mẹ mẹ đẻ của mình đâu? Mẹ ở Tà Lé. Hả? Thôn Xá Tà Lé ở tận dưới kia. Mẹ là ở, mẹ đẻ của anh là ở tận Tin dưới kia, còn một mình anh ở đây. Với một mẹ nữa, mẹ nuôi à? Mẹ hai. Ở mẹ hai à? Mẹ hai thì thỉnh thoảng nó bên trong nhà. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Vậy mình chưa lấy vợ là lớn tuổi nhỉ? Theo em được biết thì người Mông mình là tầm như này là mình đã có con lớn rồi đấy. Đa anh phần ngày trước chắc cũng lấy vợ rồi chứ? Không, chưa lấy nhưng mà. Thế nay mẹ hai đâu rồi ạ? Mẹ hai ở nhà mà. Đâu? Hay là cái cô lúc trước điệu kia đúng không? Vâng. Cái cô lúc đầu tiên điệu ấy. Điệu cái điệu cỏ ấy. Cái nhà, cái cô mà điệu do lợn đấy là mẹ hai. Là bố anh lấy mẹ hai à? Vậy gọi là như thế ạ? Thì mà nhà mẹ ở dưới kia, mẹ hai ở dưới kia. Còn anh là coi như một mình ở cái nhà này. Lâu lâu thì mẹ lên trong nhà cho. Thế trong nhà anh đi đâu? Đi làm nương. Anh đi làm đi làm nương. Đi làm nương. Ngoài cho mẹ xe, mẹ hai xe thôi. Lúc đi làm thì cho mẹ xe nhà. Lúc đi làm cho mẹ trong nhà. Dạ không có cô nào. Dạ có, không có cô nào á? Mình đi kéo, đi bắt về. Để lấy người già già. Trên này sao cũng khó kiếm ấy nhỉ? Không ngại đâu mà. Hay là... Trả lời cái đấy. Không sợ mà. Hay nhà khó khăn quá lại không ai dám về ở? Vì cũng xa quá nhỉ. Ai từ dưới kia lên tận trên này lấy anh à? Kỳ tính luôn. Vì nếu xa mà, quá nhỉ cũng khó khăn. Nếu mà có con đường bê tông nhà thì có khi Dễ kiếm hơn. Đi kéo thì... Với nhà cửa anh phải khang trang hơn tí. Anh nhà cửa anh bé bằng lại mét vuông thì chắc không có giá, không có cô gái nào dám về ở cùng. Có chứ, chắc mình chưa gặp được tình yêu đích thực thôi. Nương không đi làm thảo quả gì à? À không, mà bình thường anh đi làm thì công việc gì? Tức mình vẫn có ruộng để mình đi làm ấy ạ? Có mà. Tức mới cấy xong ruộng à? Ngô cấy xong chưa anh? Mình không làm đâu. Không thường ngô. Có nuôi con gì không anh? Nuôi con lợn mà. Nuôi con lợn. Nuôi lợn thì mình phải trồng ngô chứ. Chăn lúa à? Mỗi mình mấy con lợn? Con mẹ. Một con mẹ. Anh tên là gì? Phồng. Anh Phồng. Phồng hay Phồng à? Phồng. Phồng, anh Phồng. Phùng. Giang A Phùng à? Phùng. Thảo. Thảo A Phùng. Phùng. Mấy bao không à? Mấy bao à? Có đủ ăn không anh? Đủ. Bác là để trên các bếp đây. Như tầm này làm sao mà đủ ăn đến lúc mà mình thu lúa nữa à? Thì cho mẹ con thôi, cũng là lương ít quá. Một mình cũng không ăn mấy nhỉ? Để gạo sát đi à? Cái này làm sao mà ăn được, anh Phùng? Chắc cái này cho lợn thế á? Cho lợn mà, cho lợn lát thôi. Đây là đằng sau nhà. Cái này phải quét dọn dọn một tí. Đâu ạ, nhà nào ạ? Đứng ở đây mình nhìn thấy. Mái nhà như kia kìa. Thắng hình trái tim ấy ạ? chỗ kia hình trái tim nhỉ? Hầu như nhà nào cũng na ná giống nhau nhỉ? Con ở dưới này à? Dưới này chuồng trại à? Dưới này chuồng ngựa đâu rồi. Con bên này à? Bên này là cái máy sát to ấy. Máy sát to của thôn đây à? Là bà con là... Vâng.
sát gạo là đều về đây sát hết nếu ai mà không có. Ừ, ai không có thì đây đây có cây đào này. Anh Phùng chịu khó phết đây có cả luống rau này. Đây lợn nhà anh Phùng đây à? Ủa, lợn đẹp thế. Không biết có phải không? Nó còn bùa bè cả luôn. Nó còn bùa đàn nó cả luôn. À, cả luôn nữa à? Cái này không phải đâu em. À, cái này không phải à? Ừ. Tức là ngày xưa nó ở riêng nó không có gì, nó chỉ hai mặt tay trái nó khác lại cái nhà ra nó không có gì nó không lấy. Tự làm hai hai bàn tay trắng ra ở riêng, không làm như này. Ruộng lươn là tự khai hoang. Tự khai hoang ra ấy à? Ruộng là ý. Đông em thật nhiều thật của ý thì không có điều kiện để lấy. Để lấy vợ. Nhà này mọi người trong thôn bản là chăm chỉ á. Chăm chỉ ở đây có cả luống rau này. Có cả mướp này, một mình là chịu khó ấy nhỉ. Tạm chia tay anh Phùng một chút ạ. Thì sẽ sang bên này. Ở trên này mình đi ấy nhỉ, xong mọi người ngó ngó ấy nhỉ, kiểu lạ ấy. Kiểu lâu, không có ai đến này. Không có ai đến nhỉ? À, không tiếp xúc với người lạ ấy nhỉ. Cái tôi được trước này, ai mà say rượu thì đi đứt cổ đấy. Ừ. Đây. Đây. Có một hết này. Cái mở thì vào đi. Rất là vào được. Cái đã xin. Ồ. Anh. Người. Nhà nhiều khóc đấy. Chào anh nhá. Ừ. Nhìn nhà thế à. Anh ra trong nhà anh. Nhà ơi. Đi cả buổi trưa nó đói quá nó về ăn. À. Người. Vâng. Không tiện cái gì ạ. Đúng thật đấy. Thế bà con ăn trên này cần nhất là cái gì anh? Cần nhất là con đường đến. À, con đường lên bản đúng không ạ? Ừ. Bây giờ nếu mà nhà hỏng thì làm sao mà ở được anh? Thế cứ ở tạm thôi. Cứ ở tạm thế à? Gỗ không có. Nhà thôi rách hết kệ. Kệ này, gỗ thì cấm rồi đúng không ạ? Cấm rồi. Bác sĩ Văn lên đây thì không chuyển xuống kia à? Chuyển xuống dưới này, thấp thấp này. Chuyển dưới kia ở đây, lấy gì ăn? À, ruộng lương đồ nào trên này hết nhỉ? Để ở trên này hết. Ừ, xuống kia thì lại đúng là không có gì ăn rồi. Ừ. Cũng khó nhỉ? Đánh. Vận chuyển cái thóc hay là các thứ, mô các thứ đi khổ hơn cả đi chuyển phân lên trên này. À. Có thì tiếp lại muốn làm ra muốn mang đi bán thì cũng không được nhỉ. Cái này chỉ có ăn là cho lợn gà ăn thịt các thứ ăn nữa. Thằng thi thoảng lại thịt con gan con gà ăn nhỉ. Nếu mà có đường xá thì mang đi bán được anh nhỉ. Bán đi được. Thì làm việc tiện hơn nhiều. Vâng. Cũng mưa to à, phải không? Vâng, đang mưa to đấy. Trên này ngày nào cũng thế à. Mùa này ngày nào cũng mưa. Tí mưa lại lắng rồi. Người già ấy à? Cả năm 3-4 năm là không xuống chợ. Nếu mà chẳng may có người ốm không đi được thì kiểu gì? Tất cả vác đi ốm, có đi ốm. Vâng. Thay nhau. Ừ. Cả làng ở đây đoàn kết đấy. Vâng, đoàn kết đấy. Thế cả làng trong này có đoàn kết được không anh? Bình thường. À. Cũng là đoàn kết rồi đấy. Nói chung là cũng thì mình mới ở được với nhau chứ nhà. Vậy các con đi học là ở dưới kia hết ạ? À? Đi học đứa trung bố em. Vâng. Ở trọ ấy luôn à? Cùng với nhà cô của nó là bà ngoại. À, tức là trên này nhà nào mà có anh em ở dưới đấy thì các con sẽ đi học thì ở nhờ dưới đấy hoặc là ở bán chú. Rồi cuối tuần là sẽ đón về ạ? À? Vâng. Nếu không có anh em thì sao? Không anh em thì chuyển xuống chuyển chính. À, chuyển xuống chuyển chính.
Ở dưới trường chính là có bán chú. Bán chú. Bây giờ chuyển trường chính sang ấy, chỗ giờ xa xéo thì chẳng biết thế nào. Hôm nay thì sẽ đi hết nhà của bà con trong bản. Nhà nào mà có người ở nhà ấy ạ thì sẽ đi. Hôm nay bọn cháu lên chơi. Cô có vàng tai to nhỉ? Mỹ ký thôi á. Nhà nào cũng thấy thùng ngói hết nè. À, cũng là hộ khó khăn ạ. Đang làm gì đây ạ? À, làm chổi à? À, đây có cái tivi đây. Tivi đang rất là chập chờn, chắc điện yếu quá à. Vậy bố anh Phùng đâu ạ? À, bố mất rồi à? Thế bà ở một mình ạ? Có tệ, con chó mà. À, bà ở cùng với lại các con của bà. Còn anh Phùng thì ở trên kia. Vâng, bố mất thì anh Hùng chắc con mẹ một. Nhà anh ở trên kia. Tệ nó tiến mua rộng nó mỏ. Nhà nào cũng thấy giống nhau hết. Ôi, trên này có tổ ong à? Cái tổ ong này cổ lắm rồi á. Bên trên nào? Không phải đâu. Bên này không phải tổ ong đây, bên này là gọi là cái gì nhỉ? Rộng á, có mẹ rồi. Lọt về nó mất, lọt về nó sao? Cũng nhau chế, uuuu, chua xe. Đại gia đình. Không phải con đẻ chứ ạ? À, con mẹ cả. Chắc con trai đi làm thuê xong mua. Đó thì ít chồng có một cái chồng kia đây nè, đến đây có rất là... Ủa chỉ một lo, ít chồng có một cái, ít chồng xíu. Hả? Thỉnh thoảng là một năm đi một lần nữa. Thỉnh thoảng là một năm đi một lần xuống chợ phiên. Đúng rồi, thỉnh thoảng. Đây, thỉnh thoảng. Vâng. Trong này thường xuyên là thỉnh thoảng thôi. Là mấy năm, một năm đi một lần. Như anh kia, anh kể bảo có người còn... Mấy năm đấy. Tại vì đường xá ở trên này thì cũng rất là khó khăn nên là cái việc đi lại của người già, người lớn tuổi ấy, là đi bộ từ đây xuống đến kia thì xa lắm nhỉ. Người già không đủ sức để đi chứ. Vâng. Như này thì để mà mình tiếp thu với lại cái nền văn minh ở bên ngoài rất là khó nhỉ. Đặc biệt là người lớn tuổi đấy, người trung tuổi chắc có khi là vẫn còn đi. Đi mua phân bón các cái xuống chợ mua đồ là chắc còn đấy. Chẳng được bao nhiêu. Đây cũng chẳng được bao nhiêu. Ờ thôi cháu nấu cơm bên này, uống móc bên này rồi cháu đi nhá. Vâng, ghé vào gia đình mình một tí. Đến nhà nào thì nhà nào cũng giữ lại ăn cơm. À. Hồi nãy là có lất phất vài hạt mưa, bây giờ lại hết rồi này. Chắc là khá giả nhất thôn à? Chắc là các bạn nhỏ trong làng là tập trung hết ở đây để mà xem phim đấy nhở? Ừ. Căn nhà gỗ này đẹp quá nhở? Cái này mình nấu gì đây ạ? À? À, cám lợn. Cám lợn đây. Nấu cám lợn và nấu rượu chứ anh. Hả? Đúng rồi. Ồ, trong này là su su luộc à?
Dưa chuột này tí mình xóc muối hả anh? Xóc được, chấm cũng được. À, chấm cũng được. Mà sao cứ dưa to nhỉ? Vâng, ngon thật. Cả túi luôn. Non nữa. Quả to 1 cân đấy. Ăn vừa ăn không hết rồi. Anh Văn bảo là anh Thành ăn là khác xanh rồi. Trên này có dưa cũng chẳng đi bán được nhỉ? Không bán được đâu. Vâng, chỉ có ăn thôi. Già có thể lấy hà là giống ở bên vâng. Kia là cho lợn. Vâng, mình có cơm bằng lá chuối. Chắc su su chín rồi đấy nhỉ? Đây mình nấu thêm cái gì đây hả anh? À, yeah. Vâng. Cái đấy không biết tên đâu. Cái mùng. Cái mùng anh ạ. À. Anh ăn lại không biết tên á. Biết cái mông thôi. Cái mông gọi là gì ạ? À? Cái mùng. Chín chưa nhỉ? Chín lắm rồi. Anh tên gì ạ? À? Ui mà nhạc. Vâng. Tên là Nhè. Anh Nhè à? Thảo ấy. Thảo A nhỉ? Ừ. Đi qua. Cũng có điều kiện một tí để phát triển. Với họ chịu khó luôn. Trên này chắc dầu là nhờ thả quả thôi đấy nhỉ chị nhỉ? Nhỉ? À? Vâng. À cũng tùy theo thế năm nhỉ? À, trên này mình vót đũa bằng cái cây này, em tưởng là cây vầu chứ. Cái tròn tròn. Cái đấy anh đi lấy chị dừng về đấy. À. Giờ đến giờ cơm rồi, mời các cô các bác ăn cơm ạ. Đây. Cơm lá chuối, cái này ngon lắm. Không về ra không uống đâu ạ. Không về thì nghỉ, mai về. Mai phải mai đi làm. Đi bài mà không đi không biết như thế nào. Đường nào nó đốt chỗ này, sao lại sưng ra chỗ này nhỉ? Không biết đường. Của mình không sưng hả? Ờ, cũng không sưng đấy. Sao nhìn nó mai? Ơ, nó này ạ. Ô, cái cây này ấy nhỉ? Thôi mời cây ăn cơm nhé, bán cơm ạ. Nó mau đi ạ. Bảo trẻ con ăn ở đây này. Cháu mời bà nhá. Mời... Cháu mời bà nhá, em mời các anh ạ. Mời chị. Anh nhé cho cả con em ăn cơm nữa đi. Uống rượu tí phải ăn dưới bếp thế. Con gái không biết uống rượu được anh ạ. Thôi thôi không uống đâu anh ạ. Rót rượu ra phí lắm. Khi nào xuống dưới kia thì uống sau nhá. Thủy cũng chậm nhỉ. Dạ. Chậm chưa đầy một khóa lên đây hai lần cũng được. Tuyệt vời á. Uống nhau. Vậy trước mà chị lấy chồng thì chị lên đây thì chị có bất ngờ gì không ạ? À? Chị á? Vâng. Chị có chứ. Thế trước khi lấy chồng ấy thì về tối thôi. Chồng kéo về tối thôi. À về tối nhỉ? Về buổi tối. Thế buổi sáng ra buổi mình sáng, nhìn chị nhìn đâu cũng chả thấy đá thôi. Ở đâu cũng thấy đá thế à? Đâu thấy đá. Vậy chị ở lâu lâu rồi chị quên thôi. Quen à? Thế lúc đầu là có thích ở không? Nên đến đây không thích ở. À. Nhớ nhà bố mẹ lắm nhưng mà ở quên đã có hai con rồi đã quên. À. Quen dần dần là mình quen đi. Lúc đầu là nhớ bố mẹ lắm mà lại xa nữa nhỉ chị nhỉ? À. Và con đường mình lại không đi được đấy. À. Một mình thôi mình không đi được đấy. Nhớ bố mẹ nhưng mà ở một năm là mình quen rồi. À, tầm một năm là quen. Thế chồng kéo về là buổi tối thì sáng ra dậy phát là bắt đầu nhìn thấy xung quanh đây đấy nhỉ? Xung quanh đây chỉ tuần là thấy đá thôi. Vâng. Vậy lúc nào là cuộc sống của mình cũng bình yên như này thôi ạ? Chỉ bình yên mà chả nhìn thấy tiếng gì đâu. Ờ nhỉ, cũng không có tiếng xe máy nhỉ chị nhỉ? Không có tiếng xe máy. Cũng không có tiếng âm nhạc, cũng không có tiếng ô tô, cũng không có cái gì. Sóng điện thoại thì cũng không có nhỉ? Có, cũng chả được cái gì. Vâng. Cứ bình yên như này thôi nhỉ? Nhưng mà trên này gió nhiều nhỉ chị nhỉ? Em thấy lúc nào cũng có gió. Có lúc nắng thì gió nhiều nhưng mà có lúc nắng thì chỉ có thấy sương mù. Ở đây có rơi tuyết không hả chị? Có. Nào ngoài có nhưng mà bây giờ thì không rồi. À, tức mùa đông là cũng vào những cái thời điểm mà lạnh nhất trong năm là có rơi tuyết. Rơi nhiều mà. Vậy lạnh lắm nhỉ? Đá thì tuyết rồi. À.
Vậy những ngôi nhà này là phải chống chọi với thiên nhiên nhỉ. Thiên nhiên trên này thì rất là khắc nghiệt. Không có tiếng ồn ào nhỉ. Mình chỉ nghe thấy tiếng gió này, tiếng đấy, tiếng trẻ con này, tiếng ngan, tiếng gà, tiếng vịt. Đây là cái lanh đấy nhỉ, là mình dệt lanh ra xong rồi mình thiêu. Nhưng mà thôi đấy, bọn em thì không biết làm rồi. Vâng. Bố mẹ cho thì mình không biết làm. À, cái vải lanh này nhỉ, là từ ngày xưa. Thế là trong xóm này là con chó này là con duy nhất à? Chỉ có một con thôi. À, chỉ có một con thôi. Cả làng nuôi đấy nhỉ? Sống ở dưới kia. Thật mà anh cứ quen là sẽ có xe máy chạy qua chạy lại. Thế mình chợt nhận ra là đấy không có. Vậy có xe máy là mình cũng gửi dưới kia hết à chị? Hết gửi dưới kia rồi. Đi về bố mẹ. Đi vào nhà ăn xưa đi. 2-3 ngày về dạy đi. Đi bộ lên. Đi bộ lên. Nhưng mà em đi quen rồi. Lại quen rồi. Đấy. Em thích thì bây giờ đi 1-2 tiếng. 1-2 tiếng là đến rồi. Ôi nó khôn nên nó lại quay lại. Nhưng mà thời đại bây giờ thì không rồi. Bây giờ không kéo nữa à? Kéo buổi tối à? Kéo buổi tối không nhìn thấy đường nhỉ? Này, đám bọn này đi chút khá rồi mà. Ở trên này thì trẻ con đi học lấy cái chữ nhỉ? Gian nan vất vả nhỉ? Nhưng mà đi tìm cái chữ khó. Nhưng mà mưa thì đi vất vả lắm. Chắc mọi người ở trên hết này, ướt hết này, bẩn hết này. Trên này mọi người chắc là như thế là bình thường, nhưng mà với chúng em từ dưới kia lên thì thấy khó lắm. Kể cả có mưa hay có nắng thì cũng nắng giống nhau. Nó tốt một tí, đi nó không mưa, chỉ có nó không trơn. Nhưng mà mưa thì khổ lắm. Vâng, không cẩn thận lăn nhỉ. Vâng. Wow, bẩn thế này. Nhưng mà bọn em này đi quen rồi, đi nhanh lắm. Trẻ con đi nhanh lắm nhỉ. Quen rồi. Nó quen, nó không biết mệt đâu nhỉ. Khỏe, nó đi nhanh lắm. Không như trẻ con dưới kia đâu. Kiểu nó đi quen rồi ấy. Đang có mặt tại một cái bản mà tách hẳn với lại cuộc sống ở ngoài kia cô bác ạ. Đây không xe máy, không ồn ào, không khói bụi. Xung quanh thì bao phủ bởi đồi núi. Đường không có đường xe máy đi lên đây. Đi về nhá. Này của cô ba người, hiện tại thì chúng em đã ăn cơm xong rồi và nghỉ ngơi và ngồi chơi với lại bà con trên này một lúc thì giờ đã là giờ chiều rồi. Đây 2 giờ chiều bây giờ thì chúng em bắt đầu xuống núi. Đây, anh Vàng bảo là lúc mà sáng nay đi thì sẽ là đường khác, mà bây giờ chúng em về sẽ là cái đường bên này để mà không phải qua cái cầu mà chỗ sáng nay ong đốt ấy ạ. Thank you.
Đây bên kia chính là máy phát điện của bà con đây ạ. Có trước đấy anh nhỉ? Vậy là có trước ạ. À bây giờ mình mới đến cái đoạn là sáng nay mình đi qua suối đấy nhỉ? Hay là à đi đến đoạn này thì sẽ là hai sẽ đây 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 là A để B thì là thế là mình đi được vâng vào bên này còn mình... à tuyến bên này thì mình đi sẽ là đầu làng còn tuyến bên này thì sẽ là cuối làng. Bây giờ anh đi đâu đây ạ? À đi giúp đám ma à? À đi đám ma. Anh này là người dân ở trên này cho nên là anh đi rất là nhanh. Thế đi một tí là khuất rồi mình không đuổi kịp được. Bây giờ thì chúng em đã đến cái chỗ mà dốc nhất rồi cô bác ạ. Đây, đi vòng lên. Đây, anh áo xanh kia đã đi tít, đi chết chỗ này rồi. Nhanh thật đấy. Tức là làm bằng cái thang anh? À, bậc thang bằng đá. Sau một thời gian đi rất là lâu thì đoàn của chúng em đã xuống đến cái cầu mà cái cầu đầu tiên sáng nay đi rồi đấy ạ. Dưới chỗ hổm đấy, dưới chỗ cái ruộng bậc thang đấy. Theo cái men đồi bên này. À, men xong cái này là đằng sau có cái này. Có đầu mòn là anh vào. Có. Đi đường ấy xa hơn nhiều đúng không? Gấp đôi à? Hiện tại thì chúng em đã xuống đến dưới này rồi ạ. Đây, bây giờ là 16:37. Lúc mà chúng em đi từ trên kia xuống là 2:30 thì xuống đến đây là 4:30. 4:30. Ôi giời. Căng phết nhờ, giờ chúng em sẽ ra bên này đây ạ. Nếu mình đi thì phải mất 2:30 đi bộ vậy. Anh vào và lấy đi thì phải mất tầm 3 tiếng, 4 tiếng đấy được rồi. Đâu. Không biết là sau khi mà cô bác xem xong những cái thước phim của vợ chồng em có ấy, cùng với lại mọi người lên trên cái bản biển lập này mọi người thấy như nào ạ? Còn em có thì em thấy bản trên này rất là khó khăn. Rất là cao và rất là xa. Đấy. Bản đó thì sẽ nằm ở phía qua cái chỗ này cô bác ạ. Đây cái chỗ sườn sườn thấp thấp này sẽ đi vào tít ở bên trong. Đấy. Nhìn như này thì thật sự là sẽ không ai biết được rằng là ở tít phía bên trong kia là vẫn còn một cái bản làng ở trong đấy nữa. Vâng. Hôm nay thì rất là cảm ơn hai chị cán bộ xã là chị Thủy này với lại chị Má đã dẫn chúng em đi cùng với lại anh trưởng thôn là anh Vàng là trưởng thôn của xóm dưới này với lại trên này. Các anh chị đều rất là nhiệt tình dẫn chúng em đi.